Đây là hàng ta đang mua nha các bạn. Trong đây anh nói là con nào mà mình giá là 23 triệu đâu anh. Ê em ơi, chiếc này 23 triệu. Cho các bạn xem con 23 triệu đầu tiên luôn nha. Rồi 61G1 hay là 44762 nha các bạn. Chung xe này nó máy móc riêng anh em. Hơi xấu dần áo chút. Nó cũng không xấu lắm, tương đối chạy được. Còn anh em muốn về giòn sơn màu gì tùy thích. Giòn kiến ok. Đây biển số 61 Bình Dương luôn các bạn. Rồi. Còn anh em nào muốn rút gốc thì 1 triệu nha anh em, độ đồng. Ờ 23. Rồi, hello chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nguyễn mình nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại đường số 5 nha các bạn. Ồ, xe hơi nhiều nha. Mình hiện tại đại đang có mặt đường số 5 khu phố 2, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức nha các bạn. Đó, đây là cửa hàng xe máy của anh Hoàng Anh. Đó, các bạn thấy được cửa hàng xe máy của Hoàng Anh nha. Chuyên mua bán trao đổi các loại xe máy các bạn 0917 390588, đó là số điện thoại anh chủ nha. Thì cái anh chủ này rất là đặc biệt các bạn à. Thì mỗi lần mình quay phim lại có một cái giá, một cái đó gì đó gọi là rất là đặc biệt luôn. Thì trước đây mình đã quay á là ảnh phá giá, anh giảm giá một lần 4 triệu một xe. Hạt xe tơ 150 trước đây á, ảnh bán một chiếc là từ 24-25 triệu. Hôm nay anh chỉ còn 22-23 triệu một chiếc thôi nha các bạn. Còn bây giờ mình sẽ mời các bạn, mình sẽ vào trong gặp anh chủ nha. Đó. Đó. Thấy được là bên trên cửa hàng mình có những cái dòng xe này nha. Như là ở này có phu trợ ít luôn nha các bạn. Phu trợ tép này nha. Đó. Rồi có những cái dòng mô tô đây các bạn. Có những dòng mô tô đây luôn nha. Các bạn thấy được mô tô rất là lạ luôn ha. Đó thì những cái dòng xe bạn thấy ha. Rồi bây giờ mình lên mình gặp anh Hoàng Anh, anh chủ cửa hàng nha các bạn. Rồi, em chào anh nha. Ừ chào em. Dạ. Đây là anh chủ các bạn. Khẩu trang còn lại quá hay cho tao. Dạ đúng rồi, nó dịch mà. Dịch mà. Dạ. Thì sau lưng anh em mình thì các bạn thấy đây là một cái dàn hàng 150 nha. Thì em muốn hỏi anh là hôm nay là cỡ cái dàn 150 này mình mà giá rẻ nhất á là một con bao nhiêu anh? Giá rẻ nhất là 23 triệu em. 23 triệu hả anh? Ừ. Wow. Sao em thấy giá rẻ quá ta? Dàn 150 này em thường thấy 27-28 đó lên không? Đúng rồi. Nói chung là trong năm là 27-28 không á. Giấc này mùa Covid-19. Dạ. Nên là cửa hàng giảm giá, sát giá luôn 23 triệu một chiếc. Dạ. Thì em có một cái thắc mắc đó là không biết là trong cái mùa dịch này á, mình cái việc hỗ trợ vận chuyển xe mình có không anh? Có em. Cũng bình thường, cũng bình thường thôi. Dạ, tại em nghe nói là một số nhà xe có ngừng làm việc, không biết là mình có ảnh hưởng gì không anh? Nói chung về mấy cái tỉnh miền Tây ok hết. Còn dạ, mấy tỉnh miền Bắc với miền Trung thì nó cũng có một số tỉnh thôi, còn một số tỉnh là không có được. Tại dạ, do gián đoạn xe hiện tại giờ. Dạ. Nhưng ngày mai mốt là hết rồi. Dạ, hôm nay là đã ngày 14 tây rồi. Ngày mai là hết rồi. Ngày mai là hết rồi. Còn cái việc hỗ trợ mà như trả góp thì hiện tại như thế nào anh? Hiện tại bên anh cũng đang hỗ trợ trả góp. Dạ. Qua cửa hàng dắt. Dạ, còn FE thì hiện tại cửa hàng đang làm thì có thể trong, nói chung là trong vòng vài ngày tới có. Dạ, thể là ngân FE hỗ trợ. Dạ, cho anh em. Okay. Thì hơn em mình vô trong mình tham khảo những dòng xe ha. Dạ. À, mà thôi cho em tham khảo cái chiếc này đi, em thấy nó lạ quá nè. Chiếc này kêu bằng chiếc gì anh? Chiếc này là GZ 555 em. Một bao nhiêu phân khối chứ? 125 phân khối. 125 phân khối các bạn. Biển số nó là 37 cao 49128, biển số hơi xấu, đang còn đi làm lại nha anh em. Dạ. Đang đi dán lại, đẹp xí, GZ. Mẫu cũ á anh ha. À, mẫu cũ. Xe này dòn cà phê. Dạ, dán cà phê laser các bạn. Xe này máy móc là êm nghe anh em, vô quá nhiều đồ chơi. Các bạn thường thấy á, bật camera mình quay cho. Quá nhiều đồ chơi. Rất là đập luôn. Con này dày anh để giá sao anh? Giá nó 12 năm em. 12 triệu 500 ngàn các bạn. Đó, vô cái dán cà phê laser 125 phần cối. Xe này dành đi uống cà phê ok rồi. Nghe tiếng GZ hình như là của Suzuki mà phải không anh? Đúng rồi, của Suzuki. 125. Còn như cửa hàng mình cái việc mà hồ sơ rút gốc là như thế nào anh? Hãy cũng biết rồi ha. Cái việc mà rút gốc nói chung như giống như trong năm hay là gần đây cũng vậy, cứ hồ sơ tỉnh nào cũng vậy, tất cả đồng một triệu là rút hồ sơ cho anh em. Một triệu. Tất cả các xe đều mình rút được một triệu hết. Một triệu. Dạ, còn mình có hỗ trợ việc nhập không anh? Nhập sao? Không, nhập thì cũng ok em, nhưng mà cái nhập thì cũng như thêm cứ thêm phí thôi. Dạ đúng okay. Rồi. Nói chung là cái tiền mà đang mua triệu ha. Dạ ok anh. Đó, như là con này anh nói là 12 triệu 500 ngàn. Còn anh thấy một con phu trợ X qua đây nè, là này có FI không anh? Có em, Lưu Trích FI. Rồi. Cái này đời mấy anh ha? Đời 2010.
số thành phố Hồ Chí Minh ngay chủ ký giấy. Ngay chủ ký giấy đợi hàng người FI ha. Để coi ở bạn coi. Con này máy móc có đụng chạm gì không anh ha? Không, xe này bị rớt đầu em. Nhưng mà rút đầu cạc cào khói. Lòng còn nguyên, im. Nồi có rớt chưa anh? Không chưa em, nồi chưa. Nói chung là chỉ có rớt cái đầu cạc khói rồi lại cho nó nhẹ máy ha. 95.000 9.500 mấy. Nghe máy rất là sướng các bạn ơi. Mặc dù rớt đầu rồi mà nghe máy rất là sướng, im ru à. Xe này mua anh em mua về thì việc sử dụng thôi nha. Dạ, nè FI ha. À, FI. Dạ. Tiết kiệm xăng cho mình sang tên dễ mà. Đúng rồi. Xe thành phố Hồ Chí Minh này rút hồ sơ nhanh luôn cho anh em. Dạ. Biển số là 54T5 7159. Biển cái xe này là phiên bản bánh căm thắng đĩa thì anh để con này giá nhiêu anh ha? Giá nó 21 triệu em. 21 triệu nha anh em. Cái này giá này vậy anh em lại mình còn fit gì không anh? Không, cũng giá đó giá sát rồi em, FI vì, tại vì cái thành phố Hồ Chí Minh giá nó hơi cao hơn so tình khác chút. Dạ dạ. Còn đây là con Sirius 115 phân khối FI ha. Phiên bản là bánh căm thắng đĩa các bạn, bánh căm thắng đĩa luôn nha. Biển số là 59T1 luôn. 80202, hồ số cặp luôn các bạn. Thì con này em để bao nhiêu? Giá 10 triệu em. 10 triệu à. Rồi. Sirius FI các bạn. Máy riêng em nghe anh em. Con này đời bao nhiêu mà có 10 triệu vậy? Đời nó 215. Ồ, căm bọng nữa các bạn nhìn rất là sáng đẹp ghê luôn. Ừ, xe còn đẹp ghê á. Dạ. Mấy con này chạy nó bốc lắm nha anh em. Tiết kiệm xăng nữa tại vì nó là FI mà. Hiện trạng thì nói chung mày giờ ngủ thì đôi chút là được xe cũ phải chấp nhận thôi. Một số cái chỗ nó cày nè. Mà máy là cái ru, nó có phần đó các bạn. Ru luôn phải không? Nó chỉ cày tới cái chỗ này nhẹ thôi chứ mình máy rất là im. Đó xăng các bạn nha. Con này chỉ có 10 triệu thôi. Còn có xe rút xăng cơ bên đây anh, xe bánh căm thắng đĩa nè. Cái này là bên cửa hàng bán là 10 lẻ 5 em. 10 triệu. Lời nó 23. Con này cỡ mình rút gốc sang tên gì được không anh? Đúng rồi, cứ 1 triệu em. Cứ 1 triệu rút đồ đồng 1 triệu rút gốc. Ừ. Còn sang tên là thêm tiền nữa nha anh em lưu ý nha. Con này đời bao nhiêu anh ha? Xe đời 23 em ơi. 23. Về phần máy móc là zin êm nha anh em. Có dầm tốt nhưng mà nó đẹp. Đúng rồi, dạ, áo có dầm tốt sao chứ các bạn, nhưng mà dầm rất là đẹp ha. Nó rất thiệt tình nha. Mình tính hỏi luôn á. 10.500.000 chiếc này mình, chiếc này bò đây, chiếc này bò đây. Rồi ok. Chiếc này chưa có làm. Chưa đâu rồi đâu. Xe này xe khách anh ha. Rồi, ok, giờ anh em mình vào trong. Trong mình thấy có con Sati nữa kìa các bạn. Đó, con Sati đen bên trong á. Đây, đây là hàng 250 nha các bạn. Trong đây anh nói là con nào mà mình giá là 23 triệu đâu anh. Đây em ơi, chiếc này 23 triệu. Cho các bạn xem con 23 triệu đầu tiên luôn nha. Rồi. 61G1 hay là 44762 nha các bạn. Chung xe này nó máy móc pin anh em. Hơi xấu dần áo chút. Nó cũng không xấu lắm, tương đối chạy được. Còn anh em muốn về giòn sơn màu gì tùy thích. Giòn kiện ok. Đây biển số 61 Bình Dương luôn các bạn. Rồi. Còn anh em nào muốn rút gốc thì 1 triệu nha anh em, độ đồng. Ờ 23 triệu nhưng mà mình nhận rút gốc đồ hồ bình thường okay. Đúng không anh? Rút gốc hết 1 triệu. Rút gốc sơn đều hết nha các bạn. Là bình hơi yếu quá. Bình hơi yếu em ha. Bình hơi đuối rồi phải ấy cho bạn cho mấy. 23 triệu hả anh? Ờ 23 triệu. Còn như con anh đang mở chìa khóa là con này giá bao nhiêu đây? Con này 26.217. Mình xe này là ngay chủ ký về cửa hàng anh em, xuất hóa đơn cho anh em ra tên. Còn nếu anh em nào biển số ở Trà Vinh 84 thì ok luôn. 84 Trà Vinh. Không tốn tiền rút gì hết. Là xuất hóa đơn cho anh em luôn, ra tên luôn mấy trăm ngàn. Con này nói là 26 ha. 26 triệu. 27. Ừ 27. Còn con 23 là đời mấy anh? 215 em. 215 em. Nhưng con này máy cũng ngon nha các bạn. Đó, 26 triệu đời 2017. Còn đây là con hệt 135 cái dáng đời cao nữa bạn, đời. Này đời 22 anh em ơi. Nhưng mà đây là một càng ha. Ừ, một càng 22. Một càng các bạn. Đây các bạn một càng này nha, máy một càng này. Giá nó rẻ bằng Sirius nha anh em. 15.500. 15 triệu. Hồ sơ muốn rút thì 1 triệu nha anh em. Con này máy móc có làm được không anh? Cái này có rất đầu cào khói đây. Dạ. Yeah. Nhưng mà nó êm. Dạ. Yeah. Để mình đạp cho bạn nghe nha. Mới đẹp nha anh em, cái áo này có dầm rồi nhưng mà nó đẹp lắm. Dạ. Nói chung là lâu mà 22 tới giờ mà. Dạ. Nếu mà nó không có chạy chắc chắn phải dầm rồi. 15 triệu rưỡi ha anh. Đúng rồi. Dạ. 15 triệu 500. Hai chìa khóa luôn ha. Ok, 15 triệu rưỡi. Này là sử dụng rất là tiện ha, ai chạy cũng được hết đó. Bánh mâm thắng đĩa luôn nha các bạn.
biển số của nó là 75B11-10149 Huế ha. Ok, giờ mình qua tới con đây nha anh em, còn 23 triệu qua đời 25 nè. Ừ. Con này em thấy cái màu nó giống cái xe này à. Rồi đẹp quá ta. Này còn đẹp hơn. Nếu sân riêng anh ha. Rồi nếu sân riêng nè các bạn. 74F1 21076, con này để bao nhiêu anh? Cái này để 26 năm rồi. 26 năm. Coi đời mấy anh ha? Này 27 luôn. 27, 26 năm đời 27. Mình hơi yếu rồi nè. Xe này chung là đẹp, máy móc riêng. 27 các bạn, hai dạng áo riêng ha. Ok. Có đi hai cái tay dắt tiền trâu nè. Ok, 26 năm. 26 năm con này anh, con xanh GB nè. Con này đời 26. Giá 26 triệu anh em ơi. 12200. Số 49. 2200 nha. Vô móc ha. Ờ vô móc. Wow. Còn em nào nếu mà không thấy bô móc thì thêm 55 ngàn anh em. Cửa hàng sẽ đổi cho anh em bô khác. Ok. Tại vì cái giá này là giá sát giá rồi. Con này giá nhiêu anh? Giá nó 26 năm. À, hai, giá nó 26 triệu. 26 triệu à. Giá vốn rồi. 26 triệu của bạn. Thì hỗ trợ gắn cạn thôi. Còn nếu anh em muốn bô riêng thì thêm 500 ngàn. Ok. Bô này nó móc rồi đi cái cổ to lắm các bạn. À. Nghe tiếng bô cũng ấm lớn lắm bạn. Mấy bạn trẻ là chắc mình nghĩ không nên đổi luôn. Mấy bạn mê đó. Rồi còn con trắng đỏ nè anh. Ờ, trắng đỏ đen nè. Trắng đỏ đen. Biển số 73E133161 số tiếng anh em. Biển số này là ở đâu anh? Biển số Quảng Bình. Quảng Bình. Xe này bán cho anh em là 26 năm nha anh em. 26 năm nha các bạn. À. Xe 27. 27 giá 26 triệu nè. Đây là do mùa dịch anh giảm giá lắm đó nha các bạn. Giá sạch sàng luôn rồi. Giá anh em, giá này là giá không còn bớt nha anh em. Nói ok hả các bạn. Ok, 26 năm anh ha. 26 thấy hình như là những chiếc đẹp bây giờ em thấy là toàn 26, 26 năm là nhiều anh á. Đúng rồi, tầm đó à. Ừ. Rồi đây, cái này cũng 27 luôn anh em ơi. 73, Quảng Bình luôn. À, Quảng Bình luôn. 73H1-31073. Mấy xe của cửa hàng toàn là xe riêng nha anh em. Còn những áo thì đương nhiên nó phải có chày hay là dầm tốt như bình thường. Có dầm cơ ha. Dạ, có dầm cơ tốt quá. Con này 27 anh để bao nhiêu anh? Giá cũng 26 năm em. 26 năm luôn các bạn ơi. Đa số ẹt anh bán 26 năm hết à. Độ đồng 26 với 26 năm hết các bạn. Nó màu xanh GB đời 27, còn con này đời mấy anh? Này cũng đời 27 em. Ồ 27 luôn hả? Ừ, dán keo nguyên chiếc. Còn keo không anh hay là gỡ rồi? Dán keo không? Lột keo cho ta. Còn keo em. Còn keo. Ờ còn keo hả? Ừ. Dán keo nguyên chiếc. Còn keo. Các bạn nè. Còn keo nè. Đó bạn thấy không ạ? Về mình gửi lại. Xe này biển số là 67L206098. Giá nó cũng vậy anh em. Đồng giá như 26 năm nha. Xe này là xe ngay chuột ký giấy. Anh em nào 67 thì ok luôn. Xuất hóa đơn rồi. Xuất hóa đơn là không tốn 1.000 nào luôn. Không tốn tiền rút. Tiền nhập có 500.000 là ra tên luôn anh này. Còn này cũng là 26 năm nha các bạn. Ok. Đó, Sakia cũng đọc rồi. Xin giới thiệu anh em, này là Sakia 29 nha anh em. Đen nhám. Màu đen nhám. Xe quá đẹp, giá sập sàn luôn, chưa bao giờ giá rẻ vậy. Con này là đen nhám nhưng mà dán thêm keo phải không anh? À đúng rồi, có dán thêm keo. Dán thêm keo nhám nữa các bạn. À, dán keo nhám luôn. Dán thêm keo nhám nữa nè. Xe này 29 luôn anh em ơi. 29. Xe ốc tán đẹp. Con này giá 45 triệu. Chưa bao giờ rẻ như vậy. 45 triệu. Trong năm mấy chiếc này toàn năm mấy luôn. Dạ. Năm 2, năm 3 không á. Đó bạn nhìn kỹ chi tiết xe ha. 45 triệu. Hồ sơ cũng là 1 triệu anh ha. Đúng rồi. Còn anh em nào mà tâm tư thì ok nha, tại vì xe này là xe ngay chủ ký giấy cửa hàng, xuất hóa đơn cho anh em tên. Dự cái biển số luôn nha anh em. Số nó quá đẹp này. 84B1-700077 các bạn ơi. 70077, còn ông trời không. Đây cho bạn xem cái biển số nè, 70077 nè. Ok ha. Ok. Rồi, giờ anh em mình qua tới cái này AB Thái là mình lên anh Thái luôn hả? Này AB Thái. Thái luôn anh. Thái 209. Yeah. Xe này là biển số thành phố 55X1-82226.
Xe này là ngay chủ ký giấy nha anh em. Máy móc riêng. Giờ ngoài thì nó hơi chạy. AB Thái nè, bao nhiêu anh? Đây 2.9 anh em. 2.9. 55X1. Đó, giá nó là 40 triệu nha anh em. Ngay chủ ký giấy. AB Thái 40 triệu. Máy móc thì khỏi bàn riêng rồi. Còn giờ ngoài thì nó hơi chạy chút. Cái này mình đè được không anh lên? Có, hồi nãy anh mới đè xong anh được. Wow. Mình nghe máy này là im lắm nha anh em. Im nha, 40 triệu nha. Con nào kêu nói à. Mà xe tơ nãy giờ mình nghe thấy. Đẹp mà chưa bao giờ rè với 2018 rồi. Con này em ru luôn ha. Ok, 40 triệu hả? Nha anh em. Đó, 40 triệu. Cái giấy, hồ sơ 1 triệu rút cho anh em. 40 triệu là chủ cái giấy ha. Rồi, okay. Tới bên vàng tay ga anh ha. Atmo không bao giờ rè đến vậy. Con này đợi bao nhiêu anh? Này 26 em. 26 ấy, chìa khóa to phải không anh? Chìa khóa này là tìm xe ha. Chìa khóa to. Đó, bấm phát là 4 xe anh chết tìm xe các bạn. 2 kiến 2 khóa đầy đủ. 2 kiến riêng luôn ha anh. Anh em nhìn là biết rồi, chiếc xe nó quá đẹp luôn. Này, xe là số này nữ chạy kỹ lắm ha. Xe đẹp. 45.500 cây. Đó, em ru. Giá rẻ sập sàn. 41 triệu. 41 triệu. Xe này ngay chủ ký giấy luôn em. Có đụng chạm gì không anh? Không, xe này em nhìn nó là xe riêng hết. Dạ. Máy móc riêng, không có lắp, không hú, ốc tán mới. Dạ. Cặp vợ còn riêng theo xe luôn. Anh nói con này giá 4 mấy chứ? 41 triệu. 41 triệu nha. Rồi. Tới Vision màu xanh nha. Con này là Vision đăng ký 22-25. Số thành phố ngay chủ ký giấy nha anh em. Dạ. Xe này thì phần máy móc riêng em. 9.000 cây. Đăng ký 25. Con này để giá nhiêu anh? Giá nó 21 triệu. 21 ha. Con này ngay chủ ký giấy. Hết bình hết à? Ồ, hết bình. Chắc hồi qua chắc không kịp coi không. Rồi, về phần máy móc ok anh em. Rồi. Con này là phải thái không anh? Rồi cũng thái ha, thái luôn. AB thái. Ừ. Con này hồ sơ sẵn là sao anh? Cái này hồ sơ cầm tay. Rồi là hồ sơ sẵn các bạn, hồ sơ cầm tay. Cái màu này mình thích quá trời. Mà màu này như là mình sang lại phải không? Không không, màu green em. Màu green luôn. Nó có dầm chút chút không đáng kể. Xe đẹp lắm á. Con này nó bao nhiêu? Con em. Giá nó 43 triệu anh em. Hồ sơ cầm tay 43 triệu. Này có chìa khóa không anh? Này 2010 luôn. Không, cái chìa khóa vừa anh mất chìa khóa ha, nó mất chìa khóa, mất chìa khóa rồi. 43 triệu. Còn Vision này, cái Vision này là chưa bao giờ rẻ vậy. Vision này là M1 219 khóa smart key, chưa bao giờ rẻ như vậy. Khóa smart key này các bạn, khóa smart key nha, 2019. Giá nó là 26 triệu 500. 26 triệu 500 ngàn nha. 26 triệu 500. 29 luôn nha anh em. 8 cây. 29. Ở đâu được 6.5 cây rồi. Rẻ hơn xe mới gần 10 triệu. Dạ. Rồi, còn kế bên nữa là cái này là 29 luôn em. 59X3 của Thủ Đức luôn các bạn. Biển số Thành phố Hồ Chí Minh 5, biển số Thành phố Hồ Chí Minh 29. 29 luôn. Mà con này xe này thì giá sập sàn luôn anh em, là 28 triệu nha anh em. Lưu ý là xe Thành phố Hồ Chí Minh thì giá nó mắc hơn xe ở tỉnh là 34 triệu chiếc nha. Ở đô con này nó thấp hơn con đỏ bạc đô rồi nữa các bạn. Con này mà có 2.899 cây à. Im ru luôn, mà chỉ có điều con này là không khóa cho mất cây ha. Con này máy lạ sướng lắm nè. Wow, con đỏ tươi này mình thích hơn là con đỏ bạc đô nữa. Rồi này cũng AB Thái luôn em ơi. AB Thái. Ảnh này ảnh sưu tầm AB Thái nhiều quá ta. Ba chiếc AB Thái. Dạ, 54.63283. AB Thái này dòng đời của nó là 20 ha. Cái này 20 em, ngay chủ ký giấy luôn em ơi. Xe này là máy móc riêng, còn giờ ngồi thì giòn lại nha anh em. Dạ. Giòn mới tinh. Con này để bao nhiêu anh? Cái này anh đề là giá nó là nó sang đâu? 38 triệu nha anh em, ngay chủ ký giấy. 38 triệu. 38 triệu. Chưa bao giờ rẻ vậy. Rẻ hơn hai con kia luôn anh ha. Ừ. Quá rẻ. 38 triệu nha, AB Thái nha các bạn. Ở chiếc này là bên hông khách đặt cọc rồi. Này tiếp đi chiếc này anh em ơi. Con này là 66 đồng tháp xe 1 này, 29195. Cặp kiến còn lên ha. Đúng rồi, xe này máy móc zin. Xe này xe 26 nhưng mà đẹp như 28 nha anh em. Xe đẹp màu đáp 16 mà đăng ký 28 ha anh. Không, cái xe này nó 26 nhưng mà xe nó đẹp anh. Em. À dạ dạ. Con này đè được không? Được được em. Có chống trộm rồi hay gì nữa.
hồi lên nha. Thằng Hiếu hả bạn? Cái phần máy móc là riêng nha em, cái này bình hơi yếu rồi. Mấy cái xe AB này mà đâu có độ, đâu có làm được. Là 66C1 29195. Con này anh để bao nhiêu? Cái này anh để giá là 26 triệu. 26 triệu nha các bạn. Nghe chủ ký giấy nha em. Ok, trời, vô trong đi. Đây mình thấy có một dàn Lexico 3 con luôn nè các bạn. Trời, ngoài cùng đây là con Noja BCX125. BCX125 đúng không anh? Đúng rồi, BCX125. Biển số là 61B128338. Số đẹp mấy anh em. Cái xe này đi giờ thoải mái luôn, khỏe. Thì cho mấy anh giá nó quá rẻ luôn anh em. 23.500 không bớt nha anh em. 23.500. Thì mấy anh mấy chú lớn tuổi trung niên rồi lên nó chạy thoải mái lắm. 23.500. Thì có tiền mua chiếc này về đi phượng. 23.500. Hồ sơ cũng 1 triệu anh ha. Đúng rồi, hồ sơ 1 triệu. Ok. Chiếc này phải kiếm riêng nó luôn không anh? Đúng rồi, kiếm riêng luôn em. Dạ. Còn Lexico em thấy ba con này là sao đây? Ba con Lexico cà phê sữa. Cà phê sữa. Không, hai chiếc này giá đồng giá là 8 triệu một chiếc. Còn chiếc này biển số thành phố là 11 triệu nha anh em. Thành phố ngay chủ ký giấy, giá nó cao hơn. Thế lại cái đời này đời là 2023. Hai con ngoài là 8 triệu anh á. À, còn hai chiếc này là 8 triệu. Con cà phê đen 8 triệu, con sữa là 8 triệu, còn con này hai cái trộn lại ra cà phê sữa là 11 triệu. 11 triệu. Trộn lại ra cà phê sữa 1 triệu. Dạ. Đợi cho bạn nghe máy thử ha. Anh hết mình rồi. Giờ đây nhảy tập nè. Đó, coi lên thấp 1 luôn. Buồn ru. Classical này của Yamaha. À, nãy giờ em quên hỏi anh là như chế độ cửa hàng mình bảo hành là sao anh? Công ty xe, mấy xe mà giá tầm 20-30 triệu thì bảo hành máy móc 1 năm. Dạ. Còn phần mà bên ngoài thì dù như sơn, dàn áo thì anh em nhìn là biết. Dạ, đó nói chung đó, là vậy. Anh em mình bảo hành này chắc là bảo hành máy. Đúng rồi, bảo hành máy móc thôi. Còn mấy xe mà giá tầm 10 triệu thì bảo hành 1-2 tháng trong vậy thôi. Dạ. Tại vì dưới 10 triệu mà. Dạ, ok. Còn mấy xe mà dù như Accenter hay Winner gì đó thì bảo hành 1 năm về phần máy móc. Dạ. Đây, để test cái còn 8 triệu rồi cho anh em nghe. Không, về máy móc còn ok đi nè. Có gì anh em thấy thì mình cửa hàng sẽ đổi bình cho anh em. Dạ, ok. Còn con đó là con Noja luôn anh ha. Con Noja 20 này là 215. 215, biển số là 61G147524. Giá nó là 12 triệu nghe anh em. 12 triệu. Con này là chưa có bi phải không anh? Có rồi. Có FI em. Có FI luôn hả? Ừ, nó rẻ quá mà. FI luôn. Mấy con Tayga này đời nó trước á, nhưng mà mình ra là mấy cái máy mình thích quá ta. Vui quá. 12 triệu. Còn đây là Vision màu cũ. Vision màu cũ. 68 An Giang đi. 22. 05401. Có càng bảo vệ luôn ha. Ừ. Cặp kiến luôn. Kiến này phải của kiến nó không anh? Nhìn bự à. Kiến như cái này ha. Kiến này của thằng như kiến này của thắt gì đó. Ừ. Còn này nhiêu anh? Xe này là 12 triệu. Rồi, cho khách sang rồi. 12 triệu cho con Vision màu cũ nha. Còn con này là Vision 27 đen nhám anh em ơi. Đen nhám 27 biển số 93B2 21621. Giá nó là 22.500 anh em ơi, 27 đen nhám. Xe này là xe ốc tán sáng trưng nha anh em. 11.000 nha anh em. 11.000 cây. À. 22.5 đen nhám. Máy em ru nha, không có một tiếng động lạ luôn anh em à. Rồi. Về phần mà máy móc thì ok, riêng 11.000 mà. Mấy con này chắc anh bảo hành 1 năm rồi hả? À, đúng rồi, bảo hành 1 năm mà về phần máy móc. Nghe máy sướng quá trời mà các bạn. Đây, mình vô đây cái con Grande ha. Grande của Yamaha. Tiếp đi, giới thiệu chiếc này đi, chắc chiếc này là đâm lên chắc là bán được liền rồi. Con này là AT Vanut anh em ơi, biển số là 60B3267. Con này xe này là phun xăng điện tử, đồng hồ điện tử. Con này đời bao nhiêu em thấy nó? Này đời nó 25 em. Đời cao ha. Đời cao 25. Xe này cái giá là cực kỳ rẻ luôn em. So sánh, nếu mà so sánh mà cân đo ra không đếm thì mua chiếc này là hợp lý nhất. 13 triệu nha anh em. 13 triệu. Xe đẹp, máy móc riêng. Máy em ru anh em ơi, với cô em nha. Máy này em thiệt đó nha, đồng hồ điện tử nè anh em. Đồng hồ điện tử nè. Quá đẹp cho một chiếc xe.
Ok, này Điện Bình ha, Điện Bình nha. Ok. Hai mười, anh nói mười mấy ta? Anh nói con này mười mấy? 12, 13 triệu gì đó ha. Rồi đây là con AT nữa các bạn. 59X2 46365. Con màu đỏ nè. Con màu đỏ này nhiêu anh? Đó là xe 20 mười mấy ta? Cái này là biển số Thành phố Hồ Chí Minh 59X2 46365 23 nha anh em. Phun xe điện tử, xe này bán giá sập sàn hôm nay luôn, 10 triệu. 10 triệu. Ngay chủ ký giấy quá đẹp luôn. 10 triệu. Luôn ngay chủ ký giấy về cửa hàng. Xuất có đơn cho anh em. Nếu anh em nào ở Thành phố Hồ Chí Minh á thì tốn có 300 ngàn là ra tên luôn anh em. Dạ, 300 ngàn. FI nha. FI, FI. Rồi, còn tới con ND đi. Con ND. Samga 2 Grander. Xin giới thiệu chiếc Yamaha Grander này là 125 anh. Cái này 125 em. 125. Cái này là biển số nó 59X16 7087, số tiếng anh em. Xe này là phiên bản đặc biệt 2016. Kim ru các bạn. Cặp kiến của nó nhìn đã ha. 33.000 cây. Xe này mua bữa anh nhớ là hồi lúc mua 2016 là nó giá nó 47 năm. Ồ, 47 năm Grander phiên bản đặc biệt 47 năm. Ôi máy thì tầm đã ghê á. Vậy giờ con này anh để là bao nhiêu anh? Giá nó là biển số thành phố. Nếu mình số tỉnh thì giá nó tầm 21 triệu, con này là 23 triệu. Dạ. Số Thành phố Hồ Chí Minh, ngay chủ ký giấy. Rồi biển số thành phố ha. 23 triệu các bạn. Đã ghê, máy im. Nó là nhanh hơn như thế thôi. Nó có chiếc tài nhỏ nhẹ thôi. Còn như ly này ly mẫu mới mà phải không anh? Đúng rồi, ly mẫu mới 125 mẫu mới. Biển số là thành phố 59M157057932. 23 nha anh em. Con này để nhiêu anh? 23. Giá nó là 21.500. 21.500.000. Xuất hóa đơn nha anh em. Ra anh em thì bấm số thôi. Mấy trăm ngàn bấm số ra tên. Lấy biển số luôn nha. Ok. Kế tiếp 23 hả anh? 23 em, 21 năm. Dạ, 21 năm. Còn chiếc này là giá nó là 20 triệu nha anh em. Biển số 61EG1 35776. Màu vàng này lạ quá theo xe luôn hả anh? Ừ. Màu vàng này cứ bằng vàng gì ta? Này vàng cát ha. Vàng cát ha. Vàng cát. Màu vàng đẹp. Xe máy móc là riêng, êm. Vàng áo đẹp. Có đời bao nhiêu anh? Cũng 23 luôn ha. Rồi 23 luôn. Rồi anh để giá bao nhiêu? Giá nó là 20 triệu. Rẻ hơn con này 1,5 triệu phải không anh? Đúng rồi, tại vì biển số Bình Dương nó rẻ hơn. À, biển số 61G1 nha. Ừ. Rồi. Đó, còn bên đó là con Novo mấy 526. Cái Novo 6. Novo 6. Ủa tem đâu rồi ta? Cái này xe này tem bị chạy quá lột bỏ lên. Xe này dành cho anh em về gắn tem chế nha. Thích gắn gì gắn. Giá nó là 14.500. Cỡ giờ anh em mình muốn mua xe này muốn anh dán tem rin là anh dán không? Không, cái giá tem ba lớp là tem rin dám nổi đâu. Rin dạ. Nó cao tiền lắm. Dạ. Nói chung là anh dán tem lại, tem ngoài ha. Ừ, đúng rồi, tem ngoài thôi. Điện số là 69N124410. 14 triệu phải không anh? 14 triệu. 14 triệu, Novo 6 nha anh em. Bình yếu. Bình yếu. Bình yếu quá ha. Rồi anh em đồng ý mua thì gắn bình mới cho anh em luôn. Dạ. Yeah. Rồi, BCX vàng cát luôn nè. 2010 nha anh em. 59Y1. 001 71 20. Con này giá nhiêu anh? Giá nó là 25 triệu anh em ơi. Điện số 59Y1 00171. Xe này là ngay chủ ký về cửa hàng anh em. Điện số Thành phố Hồ Chí Minh. Okay. Xe này là máy móc thì tuyệt vời rồi. Quá yên. Còn con BCX nữa ha. Rồi tiếp tục chiếc 2016. Con này mẫu đây là màu mới nha anh em, 2016. Ngày biển số nó là 61D16 4748. Ồ, số không đẹp ta, 4748, số tiếng 4748. Con này nếu xe này giá nó là 34.500 anh em ơi. 34.500. Máy móc. À, máy móc và zin. Anh thấy con này giá nhiêu chứ? 34.500. 34.500. Ờ này là màu mới 18. Nha anh em, 2016. Còn con khác này là 150 125 CBS 125 ấn thường ha. 2018 anh em. Biển số Thành phố Hồ Chí Minh 59K2 28543. Xe này giá nó là 70 triệu nha anh em. 70 triệu. Xe 28 xe đẹp, ốc tán sáng trưng. Đời 28 ha anh. Đúng rồi, 28. Anh mở được không? Được.
Con này đi nhiều cho anh, đô bao nhiêu? Này 8.000 mấy em. Xe này còn quá đẹp, 8.000 mấy. Con này anh để bao nhiêu chứ? 70 triệu em. 70 triệu của em. 70 triệu 2018. Ok anh, 70 triệu đời 2018. 125 tháng thường nha. Rồi ok anh. Rồi vô đây mình thấy là rim lùn một nồi luôn nè các bạn. Trong đây là rim lùn nè. Rồi adapter trong đây có nữa nè các bạn. Đây là con adapter luôn. Con này là màu đen bóng. Này 2018 nha anh em. Đen bóng ha. 2018. Xe này dàn áo dầm lại anh em ơi. Rồi. Chưa dán tem. Ốc tán thì khỏi bàn. Bô thì nội uy lực nha anh em. Giá nó là 27 triệu. 27 triệu bô có móc ha. Còn anh em muốn á. Anh em muốn thì bô rin thì cửa hàng sẽ gắn bô rin cho anh em luôn. 60F2. Đội bô. Thì số là 60F2 591 01. Bô nội uy lực 27 triệu hả anh? 27 triệu 28. Muốn gắn bô thì đội bô phát cho. Ok, 27 triệu đợi 2018. Rồi xin giới thiệu với anh em là 3 chiếc Super 110 nha anh em. Super 110 rim lùn á. Super rim lùn đó, 110. Con này đồng giá hết không anh hay là mỗi con mỗi giá? Không, cái chiếc trong này là chiếc biển số 63B615026 với biển số 93B1 là nó là giá nó là 16 triệu. Là cặp này 16 đúng không anh? À, còn chiếc này thì giá nó có 12 triệu à. Chiếc biển số 60B227260 là nó 12 triệu. À là hai con ngoài 16, con giữa là 12. Ừ. Em thấy con này cái dàn chân nó đẹp quá trời nè. Con này nhìn dàn chân con sáng đẹp lắm rồi. 16 triệu. Dàn chân con này nhìn rất là đẹp nha. Được, thì thầm luôn. Rim lùn 110 đời 2013. Bên đây cũng là đời 2013 luôn. Con này là biển số 60 Đồng Nai V2 27260. 22 ha. Ồ 23 nha, giá 12 triệu. Đó, còn mình đó là biển số ở đâu anh? 63B615023 biển số Tiền Giang. 16 triệu luôn. Còn đây là wifi gì đây anh? 204 hả? Này wifi 204. Xe này biển số 17 nha anh em. Biển số 17. Biển số 17. Nam Định. À 17 gì? Thái Bình đúng không? 17 Thái Bình đúng không? Không số 17. Giới thiệu anh em là xe này là giá nó 11.500. Nghe giá thì nó hơi cao hơn so với thị trường. Nhưng mà xe này được cái máy rin nha anh em. Máy rin. Máy rin là ok rồi. Giờ máy rin 204 máy rin giờ cũng hơi căng chút. Còn nếu mà xe mà máy rớt thì chừng 8-9 triệu rồi. Xe này 11.500. 11.500. Đó anh em muốn rút hồ sơ thì cũng một điều nha anh em. Là ok. Phần máy móc rin em. Rồi ok. Rồi kế tiếp là 135. Này 212, 213 anh. Này 213 em. 213. 213. Này biển số là 68G113653. Xe này phần máy móc là rin anh em ơi. Rin em. Với lại anh em nhìn ốc tán coi. 23 tới giờ vậy là đẹp rồi. Sáng, áo thì đẹp. Giá nó là rẻ cực kỳ nha, xe dành cho một chiếc xe đẹp nha anh em. 19 triệu nha anh em ơi. 19 triệu, chiếc xe đẹp. Ông mà mấy anh em so sánh có nhiều chiếc xe giá nó có 14, 15 triệu cũng có, 13 cũng có anh em. Nhưng mà máy rớt, máy trẻ với lại ốc xe chạy nhiều. Đúng rồi, xe đi hết em, với lại xe ốc tán nó đẹp quá. Được, 19 triệu. Xe này trong năm anh bán 22 triệu á. Giờ mùa dịch mà. Mùa dịch đúng rồi. Giảm giá nặng luôn. Giảm giá. 68G1. Kế tiếp là YS 213 biển số 59X219513. Xe này ngay chủ ký giấy. Ngay chủ luôn là ngay chủ ký giấy. Ha. Đúng rồi, ngay chủ ký giấy. Con này để bao nhiêu anh? Cái này giá 10 triệu. 10 triệu, máy móc phải riêng em. Xe đẹp. Xe này chạy hơn em ơi, đủ xăng chạy. Ok, 10 triệu. Còn con 150 68 này là bao nhiêu anh? Cái này 150 giá nó là 26 triệu. 26 triệu. Xe nó chung chiếc xe này đời nó hơi thấp chút, 216 nhưng mà cái chất xe nó quá đẹp. Dạ anh em nhìn không? Dạ áo nó bóng thế rồi. Ừ, cặp vò còn nguyên nha. Dạ, ốc tán sang trưng. Nhìn áo là biết rồi, quá đẹp. Cái nào anh? Cái cổ bô còn đẹp lắm ta. Ủa này có thơm ta. Hơi khó coi á nhưng mà nhìn đẹp lắm á. Làm sao mà để cho anh em nghe được cái máy con này 29.000 cây là thiệt á. 1 2 3 để mình thử coi. Con này đề không nổi ha anh.
Ủa không đâu, em hỏi mới hồi nãy đâu. Ồ, em bệnh yếu rồi. Bánh à. Giờ này bệnh yếu rồi, bệnh yếu rồi. Em muốn nghe thử máy con này quá trời. Anh nói con này 26 hả? 26. Anh em nhìn không? Cục ô này, ốc tán đẹp quá đúng không? Đúng em. Xe này 26 mà đẹp y như 2018. Quá đẹp. Giá thì 26 triệu. Bỏ bầm cho xe luôn ha. Xe này ngay chưa ký luôn em, anh em muốn ký thì ký luôn. Dạ, là xong tên được anh ha. Ok. Anh em nào mà này biển số 68 anh. 68 thôi, Kiên Giang. Anh em nào ở Kiên Giang thì ok luôn. Ký dụ cái hàng xuất đơn cho anh em ở xa luôn. Rồi, đây là con Minker. Minker. Hôm trước anh kêu bán 7 triệu rưỡi mà có không được nữa. Thôi giờ nay bán giá 6 triệu đi. Bán vốn luôn đi. Nổ không anh? Nổ không? Chung là không, xe này thì phần máy móc êm, nổ êm á, tại này để lâu. Dạ. Này dành cho mấy anh sưu tầm đấy, mấy anh lớn tuổi rồi với ai mà sưu tầm mấy dòng này ha. Giờ anh để là bao nhiêu? 6 triệu em. 6 triệu các bạn, hai thì nha. Hai thì. Này là Vinker. Vinker nha, 6 triệu. Giấy tờ đầy đủ anh ha. Đúng rồi, giấy tờ đầy đủ. Vinker, ok. Này đã đạp nổi rồi, đạp cho anh nghe tiếng hai thì. Không, chắc là bố anh cho nội, lâu rồi cũng cho nội. Em thì sắp tiếng hai giờ làm nội thì cũng hơi khó chút. Dạ, 6 triệu các bạn, biển số 22. Cái con bên trong là con gì anh? Cái này là con chim em. Cái này là chiếc xe này giờ bán thịt chai chứ làm gì đâu. Nhưng mà nó được cái biển số em. Nó biển số là thứ quý nha. 111116. Số dành cho anh em lên BC Nhật nha anh em. Dạ. Số quá đẹp. Thứ quý 1 ha. Thứ quý 1. Giá nó là 5 triệu. 5 triệu. Ok. Mục đích là cái biển số nha anh em. Biển số thôi. Chứ xác xe bán như cái chai không à. Dạ. Okay. Nhưng mà về phần máy móc xe này cũng êm lắm em. Dạ. Em ru. Chạy ngon. Ok, giờ mời các bạn mình nhìn lại tổng thể cửa hàng của cửa hàng xe máy Hoàng Anh nha. Mình nhìn đi, bên đây là cái dàn E150 nha. Dàn tay ga nè các bạn. Cái dàn này anh bán giá mình thấy rất là mềm luôn nha các bạn. Nè, hai anh em mình gặp lại anh ha. Thì gặp lại anh rồi trước khi mà anh em mình kết thúc cái video này á, thì anh có cái gì mà muốn nhắn nhủ với tất cả anh em mà những người mà chuẩn bị mà xem video này, có thể là sắp tới, có thể là đến cửa hàng mình xem xe, mua xe á, thì anh có cái gì chuyên nhắn nhủ với tất cả anh em đó không? Nói chung là cũng cảm ơn anh em rất là nhiều, mong anh em ủng hộ cửa hàng thôi. Dạ. Còn về phần giá cả, giấy tờ, hồ sơ thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ hết mức. Dạ. Và cái giá là nói chung là cố gắng làm sao giá nó là rẻ nhất cho anh em. Dạ. Chung là vậy. Đó thì một thông thường một cái bộ hồ sơ mình như vậy là anh rút trong phạm vi là bao lâu anh? Nếu mà hồ sơ từ trong phạm vi miền Đông với miền Tây thì trong vòng chừng một tuần. Dạ. Tới 10 ngày. Wow, còn miền Trung với miền Bắc thì anh em cùng biết mình gửi bưu điện ra thì nó hơi lâu. Dạ. Vô ra hết cả tuần rồi, thành ra nó dao động cho một tháng quay đầu đi. Dạ. Có hồ sơ cho anh em. Dạ. Đó là vậy. Đó thì nó thì các bạn mà có nhu cầu muốn tham khảo thêm những cái dòng xe giờ anh em mình review á thì các bạn cứ liên hệ với số điện thoại này góc trái màn đó, đó là số điện thoại của anh ha. Đó thì có gì mình trao đổi thêm với anh qua số điện thoại đó nha. Okay. Bây giờ anh em mình chào các bạn, hẹn lại các bạn ở video sau nha. Okay. Chào bạn nha.